Thưa quý vị và các bạn, trải qua 92 năm dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cùng với truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hòa An đã đoàn kết một lòng, nỗ lực cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 1 tháng 4 năm 1930, đồng chí Hoàng Văn Nọn thay mặt chi bộ Long Châu tổ chức kết nạp hai đồng chí tiêu biểu trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Cao Bằng là Lê Đoàn Chu Nông Văn Đô vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên bố thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại khe suối Nậm Lìn, xã Hoàng Tung, Châu Hòa An, nay là huyện Hòa An, do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm bí thư. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hòa An, đồng thời cũng là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng. Từ khe suối Nậm Lìn, ánh sáng của Đảng đã đến với nhân dân các dân tộc trong huyện, dẫn dắt phong trào cách mạng ngày càng phát triển. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập và phát triển, từ năm 1975 đến nay, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng với niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hòa An luôn thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chỉ đạo của tỉnh, bám sát tình hình thực tế của địa phương, phát huy những lợi thế, khắc phục khó khăn, đề ra những giải pháp, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa An lần thứ 20 đã xây dựng hai chương trình trọng tâm, gồm tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng thông minh giai đoạn 2021-2025 và chương trình trọng tâm xây dựng đô thị, thị trấn nước 2 theo tiêu chí đô thị loại 4 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2040. Qua gần 2 năm triển khai thực hiện đã thu được những kết quả đáng kể. Đô thị có nhiều khởi sắc. Công tác quy hoạch đô thị, quản lý trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang các tuyến phố được chú trọng và tăng cường. Tuyến phố văn minh đô thị thị trấn nước 2, đoạn đường khu vực trung tâm huyện đã được chỉnh trang với tổng chiều dài 2,9 km, tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Đường điện chiếu sáng từ cầu Bản Sẩy đến tiếp giáp thành phố Cao Bằng được đầu tư mới với chiều dài 3,8 km, tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng. Các dự án đường tránh, mở rộng đô thị, sắp xếp các khu dân cư, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn từng bước được triển khai. Chương trình phát triển nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu khả quan với việc quyết tâm đẩy mạnh tái cơ cấu các cây trồng đặc hữu thế mạnh của huyện, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết với sự tham gia liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Là cây trồng đặc hữu phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng địa phương, huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì, mở rộng diện tích trồng thuốc lá, tổ chức lễ ký kết giữa nhà nước, người dân trồng thuốc lá và 7 doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc lá trên địa bàn. Hiện nay, cây thuốc lá đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân, góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động mỗi năm, nâng cao đời sống tinh thần và thu nhập cho nông dân vùng trồng thuốc lá, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Thu nhập trung bình từ sản xuất thuốc lá đạt từ 100 đến 150 triệu đồng trên 1 hectare, cao gấp 7 đến 8 lần với cây trồng như ngô, lúa. Một số cây trồng đặc hữu khác như rong giềng trên địa bàn xã Nguyễn Huệ có 248 hộ và 3 hợp tác xã trồng với diện tích hơn 91 hectare, năng suất khoảng 64,5 tấn trên 1 hectare, tổng sản lượng khoảng 9.870 tấn. Sản phẩm miến rong Án Lại có vị thơm ngon và dai đặc trưng, được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Huyện đã và đang chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường từ xay xát rong giềng, đồng thời xây dựng phương án quy hoạch diện tích trồng rong giềng thành một khu tập trung và phát triển làng nghề làm miến rong. Cây dứa tại 2 xã Bạch Đằng, Lê Trung có diện tích trên 94,5 ha, sản lượng 20 tấn trên 1 ha, giá trị 70 triệu đồng trên 1 ha. Để phát triển vùng trồng dứa, nâng cao giá trị, lãnh đạo huyện đã làm việc với một số doanh nghiệp ngoài tỉnh, đề nghị hỗ trợ khoa học kỹ thuật, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm dứa, tạo điều kiện cho huyện mở rộng vùng sản xuất, tạo mọi điều kiện đầu tư sản xuất trên địa bàn. Với phương châm đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn, huyện đã ký kết với 3 doanh nghiệp về phát triển mô hình trồng cây kiệu, nghệ, khoai tây và cây quế. Đến nay đã phổ biến kỹ thuật, cấp giống cho người dân, trong đó có 11,9 ha kiệu, 175,65 ha quế, 17,3 ha nghệ. Thực hiện cải tạo vườn na tại hai xã Hồng Việt, Hoàng Tung, áp dụng kỹ thuật mới của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho gần 1 ha trên 9,7 ha hiện có. Qua triển khai thực hiện, những cây áp dụng kỹ thuật mới tăng tỷ lệ đậu quả. Quả phát triển to, đồng đều, trọng lượng của quả na tăng lên 250g đến 350g, đạt trung bình từ 4 đến 5 lạng trên một quả. Sản lượng thu được từ số cây áp dụng kỹ thuật mới tăng 0,3 tấn, tăng 88 triệu đồng so với không áp dụng kỹ thuật mới, nâng thu nhập từ 137 triệu đồng trên 1 ha lên 225 triệu đồng trên 1 ha. Năm 2022, huyện tiếp tục hỗ trợ 20.430 cây na giống cho 422 hộ dân tại các xã Hồng Việt, Hoàng Tung và Nguyễn Huệ. Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện đã xây dựng và thực hiện đề án phát triển châu bò vỗ béo từ tháng 7 năm 2021. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, đề án đã tăng 189 con châu bò vỗ béo. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay, do tác động của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ châu bò gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo huyện đã và đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm thị trường hỗ trợ tiêu thụ cho người dân. Với những chủ trương định hướng, giải pháp đổi mới toàn diện, hàng năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, đoàn thể của huyện cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Đời sống nhân dân được nâng cao. Năm 2021, 20 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích đạt 83,26 triệu đồng trên 1 ha, đạt 129,1% kế hoạch. Giá trị sản xuất chăn nuôi 314 triệu đồng, đạt 173,3% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn 39 tỷ 791 triệu đồng, đạt 117,84% kế hoạch. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,2%, đạt 140% kế hoạch. Kết nạp 175 đảng viên mới trên một năm, đạt 116,7% kế hoạch. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84,6%, trong đó 15,4% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,84%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh 99,62%. Tổ chức thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Năm 2022, theo chỉ tiêu cấp trên giao và chỉ tiêu phấn đấu của huyện, Hòa An xây dựng 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng. Trong số các chỉ tiêu, có một số chỉ tiêu phấn đấu đạt cao hơn rất nhiều so với năm trước như thu ngân sách địa phương, thu từ đất, giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích và thu nhập bình quân đầu người. Để đạt được các mục tiêu trên, huyện Hòa An tiếp tục đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, tích cực giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt. Ban Thường vụ huyện ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề xuất thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quy hoạch vùng sản xuất, quy trình sản xuất và các chính sách hỗ trợ. Huyện cũng đã làm việc với một số doanh nghiệp tại các địa phương như Lạng Sơn, Ninh Bình, Nam Định để tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, kết nối các nhà khoa học, để từ đó mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Bước đầu đã đạt được một số thỏa thuận về bao tiêu sản phẩm dứa và phát triển mô hình cây trồng mới theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Mô hình bảo tồn và phát huy cây cam Trưng Vương và quýt Hà Trì là những cây trồng đặc hữu của huyện xưa nay nổi tiếng với hương vị thơm ngon đặc trưng, cũng đã được đưa vào kế hoạch ứng dụng khoa học công nghệ năm 2022 với nguồn vốn đầu tư cây giống mới và kỹ thuật của Sở Khoa học Công nghệ. Ban chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là về chương trình phát triển đô thị thì tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình, tập trung hoàn thiện quy hoạch mở rộng thị trấn Nước Hai, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị của năm 2022, tập trung hoàn thành các tiêu chí của đô thị và tập trung thực hiện các dự án phát triển đô thị. Về nhiệm vụ thứ hai thì sẽ tập trung phát triển cái chương trình nông nghiệp. Ban Thường vụ huyện ủy thì đã xác định trong tình hình hiện nay thì nông nghiệp sẽ là trụ đỡ cho sự phát triển của huyện, và huyện sẽ đi theo hướng là tạo chuỗi liên kết sản xuất tập trung trong nông nghiệp và tập trung vào những cái cây trồng chủ lực của địa phương. Các cây trồng chủ lực như là cây thuốc lá, rong giềng, dứa, khoai tây, ớt, vân vân thì đang được tái cơ cấu lại. Từng bước huyện sẽ đưa vào sản xuất theo chuỗi giá trị và mang lại cái thu nhập nâng cao hơn cho người dân. Về cái nhiệm vụ thứ ba thì sẽ đẩy mạnh xây dựng công tác đảng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay thì Ban Thường vụ huyện đã thống nhất xây dựng hai cái nhiệm vụ đổi mới. Đó là đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, khối chính quyền. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy được truyền thống quê hương cách mạng, cống hiến cho quê hương, cho nhân dân với tinh thần, ý chí, quyết tâm và trách nhiệm được nâng cao hơn. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự tạo điều kiện, hỗ trợ của các sở ban ngành trong tỉnh, sự quyết tâm quyết liệt đổi mới của cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân. Tin tưởng rằng năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hòa An sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 đề ra. Xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, huyện Hòa An ngày càng đổi mới, phát triển, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Chuyên mục Xây dựng Đảng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục lần sau.